Quý vị thân mến, chúng ta thường bảo quản thức ăn ở trong tủ lạnh của nhà mình như thế nào ạ? Mở cửa tủ lạnh ra, quý vị sẽ thấy là mình đựng thức ăn trong những cái chiếc bao ni lông nè, hay là những cái chiếc hộp nhựa cũ kỹ, rồi mùi của những loại thức ăn nó lẫn lộn vào nhau, gây cái mùi khó chịu trong tủ lạnh nhà mình. Làm sao để chúng ta có thể sắp xếp tủ lạnh vừa ngăn nắp, vừa giữ thức ăn tươi lâu lại không có những mùi khó chịu đây? Chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn bộ hộp bảo quản thực phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc là thương hiệu Lock & Lock. Chúng ta có thể là dễ dàng bảo quản ngay thực phẩm sống nè, hay là cả thực phẩm chín, rồi những cái thực phẩm nặng mùi vào bên trong từng mỗi một chiếc hộp thủy tinh và chúng ta cho vào trong tủ lạnh nhà mình quý vị nha. Khi cần tìm bất kỳ một thực phẩm nào, quý vị nhìn thấy đó, thủy tinh trong suốt để giúp chúng ta nhận biết ngay thực phẩm mà mình cần. Đúng rồi đó quý vị ơi, và với bộ 11 chiếc hộp thủy tinh đến từ thương hiệu Lock & Lock như thế này thì chúng ta có thể giúp cho chiếc tủ lạnh của mình trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn. Muốn tìm thực phẩm, tìm món gì để nấu ăn cũng nhanh chóng và dễ dàng nữa quý vị ạ. Và với chiếc hộp này thì không chỉ là chúng ta có thể bỏ trong tủ đông đâu, mà Như Nguyễn còn có thể lấy từ trong tủ đông ra để mà chúng ta bỏ ngay vào lò vi sóng nữa đó Phụng Yến. Vì chúng ta yên tâm về chất lượng thủy tinh cao cấp này, chịu được nhiệt, giúp cho chúng ta có thể thoải mái bỏ vào lò vi sóng, bỏ vào lò nướng, thậm chí là thức ăn nóng mà mới nấu trên bếp chúng ta cũng có thể đựng ngay vào trong chiếc hộp này đây, để có thể dễ dàng mang đi làm nè, rồi chúng ta có thể cho con nhỏ mang đến trường nữa, hoặc là chăm sóc các thành viên trong gia đình của mình bằng những bữa ăn được đựng trong những cái chiếc hộp bảo quản rất là gọn gàng như thế này đây. Hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị ơi, bởi vì thương hiệu Lock & Lock là một thương hiệu rất là uy tín và được ưa chuộng rồi. Ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi 799.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay quý vị nha. Nguyễn xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Ở thời gian đầu của chương trình thì quý vị đã thấy đó, chúng ta sắp xếp lại tủ lạnh nhà mình cùng với những chiếc hộp chất lượng bằng thủy tinh của thương hiệu Lock & Lock. Quý vị có thể cho vào ở bên trong đó thật là nhiều những cái loại thức ăn nè, sống chín nè, rồi trái cây nè, những loại thức ăn có mùi như là mắm hay là sầu riêng chẳng hạn. Chúng ta bảo quản thật là kín hơi kín nước ở bên trong chiếc hộp thủy tinh của Lock & Lock quý vị nha. Sắp xếp gọn gàng tủ lạnh nhà mình cũng như không gian sống gia đình của chúng ta và mọi thứ trở nên là sạch sẽ tinh tươm hơn. Đúng rồi đó quý vì chỉ một thao tác thôi là chúng ta bỏ thực phẩm vào trong những cái chiếc hộp thủy tinh như thế này của thương hiệu Lock & Lock, giúp cho mình có thể bảo quản lâu hơn mà lại dễ tìm kiếm hơn nữa. Nghe Phụ Miến nói như Nguyễn tự nhiên nhớ tới cái tủ lạnh nhà mình, tại vì có rất là nhiều những cái loại khô mà ở miền Tây được gửi lên, thế là mau là cuốn giấy báo lại cho nó không có bị ám mùi. Nhưng mà mỗi lần như vậy cần mở mà cần tìm một cái loại khô mà mình muốn á, thì lại phải mở hết những cái lớp giấy báo này tới lớp giấy báo khác, rất là mất công. Đúng rồi, mà sắp xếp trong tủ lạnh cũng không còn gọn gàng nữa. Ngày hôm nay với chiếc hộp này bỏ trong tủ lạnh cũng được, bảo quản thực phẩm cũng được. Mà Như Nguyễn rất là ưng ý ở chỗ là từ tủ lạnh mình có thể bỏ ngay vào lò vi sóng luôn đó Phụng Yến, hoặc là bỏ vào lò nướng cũng được, vì bởi vì thủy tinh này nó có khả năng chịu nhiệt tốt nữa. Đúng rồi, như vậy là quý vị các bạn chúng ta có thể là tiện lợi sử dụng dòng sản phẩm này mà mình có đến là 11 chiếc hộp quý vị nha. Chúng ta sẽ có ngay là hai hộp dung tích 750ml nè, hai hộp dung tích 500ml, ba hộp 400ml và bốn hộp 300ml để tùy theo lượng thực phẩm mà quý vị có thể là chứa đựng vào ở bên trong. Và thủy tinh thì cũng rất là dày dặn chắc chắn luôn quý vị các bạn ạ. Cho nên là mình có thể là mình yên tâm sử dụng rất là bền bỉ cho gia đình của chúng ta luôn. Và ngày hôm nay mình sở hữu với mức giá bao nhiêu vậy hả Nguyễn ơi? Một mức giá cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn luôn Phụ Miến ơi. Khi mà mua sắm bộ sản phẩm này trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ có 799.000 đồng mà thôi quý vị nha. 799.000 đồng, như vậy mà chúng ta có đến 11 chiếc hộp đến từ thương hiệu Lock & Lock quý vị ạ. Chắc chắn rồi, và quà tặng quý vị nhận được cũng rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được nhận ngay là một thùng đựng gạo dung tích 10 lít quý vị và các bạn nha. Cũng chất lượng và chính hãng đến từ thương hiệu Lock & Lock luôn. Có thể nói là sản phẩm thùng đựng gạo này bán rất là chạy ngoài thị trường đó Nguyễn Nga. Đúng rồi. Ngay bây giờ quý vị các bạn chúng ta hãy thật là nhanh tay nhấc máy và gọi điện thoại về tổng đài để chúng tôi có thể là giao ngay những chiếc hộp thủy tinh rất là dày dặn chắc chắn như thế này đến tận gia đình của quý vị và các bạn, và hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cho gia đình của mình bộ 11 hộp thủy tinh Lock & Lock phù hợp với mọi không gian bếp, với chất liệu thủy tinh chịu nhiệt cao cấp, sẽ chịu được sốc nhiệt tốt, sử dụng được trong lò vi sóng, lò nướng và cả trong tủ đông. Nắp khóa để có ron cao su sẽ giúp chúng ta bảo quản thực phẩm kín khí và kín hơi, an toàn khi sử dụng. Bộ 11 hộp thủy tinh của thương hiệu Lock & Lock, Lock & Lock thương hiệu đạt top 10 sản phẩm dịch vụ tinh và dùng Việt Nam 2017. Sản phẩm bộ thủy tinh có thủy tinh trong suốt, không bị ốm màu, chống bám mùi bám bẩn tốt và dễ dàng để chúng ta có thể vệ sinh. Hãy lựa chọn ngay dòng sản phẩm thiết yếu trong gian bếp gia đình mình. Mua 11 hộp thủy tinh Lock & Lock ngày hôm nay còn nhận thêm được quà tặng hấp dẫn nữa. Sẽ có được thùng đựng gạo 10kg Lock & Lock kèm theo cốc định lượng,
Với thùng đựng gạo này có thiết kế nắp thông minh, có ron silicon giúp chúng ta bảo quản thực phẩm kín khí, là kín hơi, tránh được côn trùng sâu bọ, bảo quản tốt các loại ngũ cốc và gạo nữa. Có hai bánh xe dưới đáy sau sẽ giúp chúng ta dễ dàng di chuyển. Và với chất liệu nhựa BB cao cấp thì chúng ta có thể an tâm rồi, thật là tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Quý vị ơi, ngày hôm nay khi mà mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng ta sẽ sở hữu cùng một lúc 11 sản phẩm nha Phụ Miến nha. Chúng ta sẽ có 11 chiếc hộp thủy tinh đến từ thương hiệu Lock & Lock với rất nhiều kích cỡ khác nhau. Chúng ta sẽ có hai hộp với kích cỡ là 750ml nè, sẽ có hai hộp là 500ml, rồi còn có thêm 3 hộp 400ml và còn có cả 4 hộp 300ml. Như vậy thì có thể dễ dàng được những cái thực phẩm tươi sống nè, những cái thực phẩm đã qua chế biến hay là những cái thực phẩm mà có mùi nữa để mà mình có thể bảo quản dễ dàng hơn. Và yên tâm khi sử dụng, bởi vì chất liệu của sản phẩm thủy tinh này là một loại thủy tinh cao cấp và có thể chịu nhiệt được quý vị ạ. Và cái thiết kế nắp cũng như là chiếc hộp thủy tinh của mình rất là kín vào nhau, cho nên nó có khả năng là chịu kín hơi và kín khí rất là tốt quý vị ạ. Và ngăn cái nước ở bên trong chảy ra bên ngoài, cũng như là ngăn nước ở bên ngoài chảy vào bên trong luôn, cả hai chiều. Ở đây thì Phùng Yến bỏ một cái chiếc điện thoại vào trong cái chiếc hộp thủy tinh dung tích là 750ml như thế này. Và với cái chiếc nắp đó thì bây giờ Phùng Yến có thể là đóng chặt lại như vậy quý vị và các bạn nha. Khi mà mình đóng nắp chặt lại thì mình sẽ gài hết cả bốn cạnh của chiếc nắp này vào. Khi mà quý vị gài đồng thời như vậy đó, thì nếu như quý vị bỏ chất lỏng ở bên trong hộp này thì cũng không có lo ngại nó bị chảy ra ở cái phần miệng đâu, bởi vì nó rất là kín nhờ có phần vòng ron silicon bao bọc ở xung quanh. Và bây giờ Phùng Yến sẽ nhúng ngay cái chiếc điện thoại ở bên trong chiếc hộp này vào ở trong chậu nước quý vị nha. Và khi mà mình nhúng vào chậu nước như vậy, quý vị các bạn, chúng ta sẽ quan sát thấy là nước ở bên ngoài không hề tràn vào ở bên trong chiếc hộp của mình. Đó, quý vị thấy là chiếc hộp của mình nó vẫn sẽ có không khí quý vị nha, cho nên là nó sẽ nổi lên như vậy, không có nước tràn vào, cho nên quý vị sẽ thấy là mình yên tâm khi mà mình sử dụng. Và bây giờ chúng tôi chỉ không là và bây giờ là chúng tôi không có để lấy lên liền đâu, chúng tôi sẽ để đây hết luôn cái thời gian của chương trình để quý vị các bạn chúng ta hình dung đó là cái chiếc điện thoại của mình vẫn sẽ sử dụng được ở phần cuối của chương trình quý vị nha. Rất là tiện lợi luôn quý vị ơi, bởi vì nó rất là kín hơi và kín khí, bên cạnh đó thì còn có khả năng chịu nhiệt nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, trên tay như Nguyễn đây là một món ăn lagu mà đã được trữ lạnh rồi, được đựng trong chiếc hộp thủy tinh Lock & Lock như thế này. Quý vị có thể thấy là với chiếc hộp này mình có thể bỏ vào ngay trong tủ lạnh nhà mình, tủ đông cũng được quý vị nha. Và những cái lớp mỏ thì nó đã đóng lại rồi, nhưng mà không sao cả, anh Nguyễn sẽ cho ngay vào lò vi sóng ngay bây giờ luôn để mà chúng ta có thể làm nóng món ăn này. Với chiếc hộp này thì chúng ta có khả năng chịu nhiệt rất là tốt. Đó, chiếc hộp này sẽ giúp cho chúng ta có thể yên tâm hơn trong cái quá trình sử dụng, và chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thôi quý vị ơi. Và sau đó thì mình nhẹ nhàng nè, mình đóng nắp lại và mình chọn cái thời gian nha. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần chọn cái thời gian để mà có thể làm nóng thức ăn thôi, là như vậy là mình có thể rảnh tay làm những cái việc khác hay là nấu thêm những cái món khác nữa rồi đó quý vị ơi. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian cho những người yêu thích công việc nội trợ rất là nhiều. Với những cái chiếc hộp thủy tinh như thế này đây, đúng không Phùng Yến? Chính xác. Và quý vị có thể nhìn thấy là thủy tinh chúng ta đặt vào ở bên trong lò vi sóng, lò vi sóng quay như vậy nhiệt độ rất là cao, nhưng mà thủy tinh của chúng ta không có bị nứt vỡ quý vị nha. Nó có khả năng chịu nhiệt rất là tốt luôn, cho nên mình có thể là đựng thức ăn nè, mình giữ thức ăn lâu hơn ở bên trong tủ lạnh gia đình của mình, rồi mình có thể là mình lấy thức ăn mình hâm nóng lại để mình có thể sử dụng luôn quý vị và các bạn. Thủy tinh nó chịu nhiệt khá tốt ở bên trong tủ lạnh cũng như là trong lò vi sóng gia đình của chúng ta luôn. Và với thủy tinh chất lượng của Lock & Lock thì cái độ chịu nhiệt tốt hơn nữa quý vị nhé. Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chiếc lò vi sóng của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ để có thể làm cho món ăn nóng hơn. Cho nên ngay bây giờ mình sẽ cùng xem món gà lagu của chúng ta như thế nào quý vị nha. Mình chỉ cần là mở cái phần mà lò của mình ra thôi để có thể dễ dàng lấy cái món ăn mà đã được làm nóng rồi. Ban nãy thì nó đóng mở luôn quý vị ạ. Nhưng mà bây giờ thì quý vị hãy cùng Như Nguyễn xem nè, nó đã có sự đổi khác ra sao quý vị nha. Như Nguyễn thấy là cái chiếc hộp này rất là nóng luôn đó Phụ Miến à. Phần mỡ của mình nó đã được tan hết rồi và món ăn đã được làm nóng. Bây giờ thì quý vị sẽ cùng xem với Như Nguyễn nha. Và với chiếc hộp này thì nó vẫn nguyên vẹn nè Phụ Miến, chứng tỏ là cái khả năng chịu nhiệt được rất là tốt luôn đó Phụ Miến à. Thủy tinh mà chúng ta cho vào trong lò vi sóng mình sử dụng như vậy, nóng lên như vậy nhưng mà không hề bị nứt vỡ, không hề bị biến dạng quý vị nha. Mình yên tâm sử dụng trong một thời gian dài rất là bền bỉ cho gia đình của chúng ta. Đựng cả những cái món đậm màu như lagu hay là cà ri nhưng mà mình chùi rửa vệ sinh cũng rất là dễ dàng quý vị à. Và ngay bây giờ thì Phùng Yến sẽ giúp cho quý vị có thể là hình dung về cái chất lượng của thủy tinh của những cái chiếc hộp thủy tinh Lock & Lock nó như thế nào so với những sản phẩm mà kém chất lượng ở bên ngoài thị trường. Đôi khi thì quý vị thấy là hộp thủy tinh thì mình nghĩ là hộp nào cũng bằng chất liệu thủy tinh như nhau thôi. Nhưng mà thật ra cái kết cấu của thủy tinh nó sẽ rất là khác nhau, tùy vào thương hiệu, tùy vào giá thành, tùy vào chất lượng của sản phẩm quý vị nha. Ở đây thì chúng ta có hai chiếc hộp thủy tinh. Quý vị nhìn thẳng như thế này mình thấy là hộp thủy tinh cũng bình thường thôi, cũng giống nhau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ soi nó qua chiếc máy giao thoa kiểm tra thủy tinh
thì mình sẽ thấy được sự khác biệt quý vị ạ. Đầu tiên thì Phụng Yến sẽ để vào một chiếc hộp thủy tinh thông thường mà Phụng Yến có thể dễ dàng tìm thấy ở ngoài thị trường. Quý vị sẽ nhìn thấy là sau khi nó đi qua chiếc máy giao thoa thủy tinh như thế này thì mình thấy là nó dạ quang lên, nó phát sáng lên ở rất là nhiều những cái vị trí ở bên trong hộp phải không ạ? Nhưng mà bây giờ Phụng Yến sẽ thay đổi ngay một chiếc hộp của Lock & Lock vào, quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Đó, cùng là một chiếc máy, cùng là đèn rọi, đèn soi như thế này, nhưng mà quý vị thấy là ở mọi ngóc ngách, mọi vị trí của chiếc hộp này nó không hề dạ quang lên một chút xíu nào cả. Bây giờ mình có thể là cùng nhìn đồng thời hai chiếc hộp quý vị nha. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Bởi vì chiếc hộp này của thương hiệu Lock & Lock được đúc với thủy tinh đặc luôn ở bên trong, có nghĩa là mọi vị trí, mọi điểm ở bên trong của chiếc hộp này thì chất lượng thủy tinh nó như nhau. Khác với lại thủy tinh bên này, quý vị sẽ thấy là ở những vị trí khác nhau thì cái chất lượng thủy tinh khác nhau, nó lỏng hơn, nó không đặc, không chất lượng được như cái hộp thủy tinh của Lock & Lock, cho nên là nó dạ quang, nó phát sáng lên như vậy bởi vì chất lượng không có đồng đều về thủy tinh cao cấp quý vị nha. Nhưng mà ở đây quý vị thấy khác hoàn toàn đúng không ạ? Đó chính là tại sao mà thương hiệu Lock & Lock lại nổi tiếng như vậy trên thị trường và hộp Lock & Lock của thủy tinh lại sử dụng thật là bền. Và với cái việc mà chúng ta thấy được là Phụng Yến đã chứng minh là sử dụng là thủy tinh nguyên một khối đặc như vậy thì chúng ta sẽ có được cái độ bền cao hơn cho những cái chiếc hộp của mình nữa quý vị ạ. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc hộp ở đây trong bộ 11 hộp này sẽ đều có một cái nắp quý vị nha. Với chiếc nắp này thì sẽ có cái phần ron cao su bên dưới nữa, quý vị có thể quan sát cùng với Như Nguyễn. Phần ron cao su này sẽ giúp cho chúng ta sử dụng là kín hơi hơn nè, đó, kín khí hơn. Cho nên nếu như mình Như Nguyễn đựng ngũ cốc trong này đó thì không có sợ là sẽ bị lọt gió hay là lọt khí vào trong này đâu. Và quý vị cũng có thể thấy là cái phần này nè, nó rất là tiện lợi cho chúng ta, rất có thể dẻo, dài và giữ chặt lại được nữa, rất là dẻo luôn quý vị ạ. Với mỗi chiếc nắp phù hợp với kích cỡ như thế này của chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ cần dễ dàng là đẩy lên chiếc hộp này thôi. Mỗi lần mà chúng ta cần hâm nóng thực phẩm thì mình chỉ cần tháo nắp ra thôi, đúng không Phụng Yến? Và dễ dàng sau đó thì mình đẩy nắp vào, mình có thể giữ những cái thực phẩm mà không chỉ đồ khô đâu mà còn có chất lỏng nữa. Ví dụ như Nguyễn nấu canh mà đường canh đem đi làm á thì cũng có thể yên tâm với những chiếc hộp có nắp như thế này đây. Như vậy là trong cái lúc mà mình di chuyển nó không có bị sóng sánh, bị đổ ra bên ngoài đúng không nào? Bởi vì là chiếc nắp được gài rất là chặt quý vị nha. Và bởi vì chất liệu thủy tinh cao cấp, dày dặn, chắc chắn và đặc nguyên một khối như vậy, cho nên quý vị các bạn chúng ta hình dung đó, cái tiếng vang của nó nghe rất là chắc tiếng đúng không ạ? Và nó cũng khó vỡ trong quá trình mà chúng ta sử dụng, dày dặn và chắc chắn hơn rất là nhiều, cùng với cái độ trong suốt là không có bám màu bám mùi khi mà chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa nữa quý vị và các bạn nha. Và ngày hôm nay thì khi quý vị lựa chọn bộ hộp này, quý vị hãy nhìn lại, chúng tôi đã bỏ thức ăn vào ở bên trong rất là đẹp mắt rồi nè. Mình sẽ có ngay là hai chiếc hộp dung tích 750ml, hai hộp dung tích 500ml, ba hộp dung tích 400ml và bốn hộp dung tích 300ml. Quý vị thấy là có thể bỏ mắm vào nè, và bỏ dâu thì nó sẽ tươi lâu hơn nè, hay là chúng ta bỏ bánh nè, rồi có thể bỏ nho, quý vị sẽ có thể là ăn lâu hơn trong gia đình của mình nha. Hoặc là những cái đậm mùi như là mít rồi sầu riêng nè, có thể là khô chẳng hạn. Nếu như mình bảo quản không kỹ thì tủ lạnh của nhà mình sẽ rất là nhiều mùi luôn. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có thể là bảo quản theo cách của Lock & Lock quý vị nha. Và chúng ta còn có thêm quà tặng ngày hôm nay nữa đó Phụ Miến à. Chúng ta sẽ có một thùng gạo mang về nhà của mình với dung tích là 10kg luôn. Như vậy thì mình có thể đựng được cái thùng gạo của mình, mà trong đó còn được tặng kèm một cái khay nhựa và có cả một cốc định lượng nữa. Như vậy thì mình có thể đựng thêm cả những cái phần mà nhà mình có gạo lứt chẳng hạn, một phần ít gạo lứt có thể đựng bên trên với khay nhựa, còn lại thì phần gạo bình thường mình có thể là để trong cái thùng quà tặng của mình như thế này. Và cái đây cũng là một cái loại thùng nhựa mà có được cái chất liệu là nhựa BB, mình an toàn trong quá trình mình sử dụng. Và bên cạnh đó thì cái phần nắp cũng có cả ron nữa quý vị ạ. Như vậy thì mình có thể yên tâm mình sử dụng trong thời gian dài bảo quản thực phẩm khô của mình. Ở phần phía dưới quý vị có thể thấy là chúng ta còn có cả hai cái bánh xe đằng sau nữa đó Phụng Miến. Cho nên là nãy giờ thì Phụng Miến đang di chuyển rất là dễ dàng đó quý vị ạ. Và chúng ta có thể là yên tâm mình di chuyển kéo bánh xe từ trong hộp kệ của gia đình chúng ta ra và chúng ta lấy gạo tiện lợi dễ dàng quý vị nha. Thùng gạo của Lock & Lock cũng là một sản phẩm bán rất là chạy ở ngoài thị trường, và ngày hôm nay chúng ta được tặng một thùng gạo lên đến là 10 lít mang về cho gia đình của mình quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay cùng với mức giá rất là hấp dẫn trong chương trình này, chỉ có 799.000 đồng. Vậy thì cái bây giờ hãy gọi ngay số điện thoại tổng đài đã hiển thị trên màn hình quý vị nha. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình để quý vị hiểu hơn về sản phẩm và giao hàng tận nơi cho quý vị luôn ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mình mua sắm cho bản thân mình hay là dành tặng cho những người thân của mình thì VTV Hyundai Home Shopping đều sẽ giao hàng tận nơi, và chỉ cần phải thanh toán 799.000 đồng mà thôi. Có ngay 11 chiếc hộp thủy tinh trong bộ hộp thủy tinh của Lock & Lock, và còn có thêm một phần quà tặng rất là lớn, rất là đặc biệt nữa, đó chính là thùng gạo 10kg cũng của Lock & Lock quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cơ hội hấp dẫn như thế này. Quý vị các bạn thân mến, hãy nhìn lại tủ lạnh gia đình của chúng ta, quý vị các bạn chúng ta đang sử dụng nó như thế nào ạ?
có phải là rất là nhiều những cái chiếc bao ni lông ở bên trong tủ lạnh nè, những cái chiếc hộp nhựa cũ kỹ mà quý vị sử dụng tới sử dụng lui, mình thấy là màu của nó đã biến dạng rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn cách thức bảo quản thực phẩm an toàn, tiện lợi và vì sức khỏe gia đình mình cùng với những chiếc hộp thủy tinh của thương hiệu Lock & Lock với 11 hộp thủy tinh có nhiều dạng kích cỡ khác nhau nè, rồi nhiều dung tích khác nhau. Quý vị có thể là trữ bên trong đó đồ sống hay là đồ chín cho gia đình của mình, ngay cả là thực phẩm tươi sống chúng ta sẽ giữ tươi lâu hơn, rồi thực phẩm đậm mùi nó sẽ không bị ám mùi vào ở bên trong không gian bếp cũng như là tủ lạnh gia đình của mình. Khi mình cần tìm kiếm vật dụng, khi mình cần tìm kiếm thức ăn, chúng ta mở cửa tủ lạnh ra mình nhìn thấy ngay món nào mình đang bỏ bên trong hộp nào để chúng ta có thể là dễ dàng lấy. Tủ lạnh của nhà mình không còn bề bộn, không còn những cái mùi ám khắp nơi khó chịu như trước đây nữa. Đúng rồi đó quý vị ơi, và với 11 chiếc hộp với 11 kích cỡ khác nhau như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng được nhiều món ăn quý vị nha. Mình sẽ có là 2 hộp 750ml nè, 2 hộp 500ml, 3 hộp 400ml cùng với 4 hộp 300ml để chúng ta có thể sử dụng phù hợp với mọi không gian bếp luôn. Mình có thể sử dụng đựng mà cái đồ nóng trực tiếp luôn quý vị, vừa nấu trên bếp mà có thể đổ ngay vào chiếc hộp thủy tinh chịu nhiệt này rồi, hoặc là chúng ta cũng có thể mang chiếc hộp này để vào trong tủ lạnh nè, tủ đông cũng được, sử dụng trong lò vi sóng, lò nướng cũng được luôn, rất là tiện lợi để có thể bảo quản thực phẩm, chăm sóc các thành viên trong gia đình của mình với những bữa ăn thơm ngon và an toàn, đảm bảo dinh dưỡng. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay đi quý vị ơi, số điện thoại đã hiển thị trên màn hình rồi. VTV Hyundai Home Shopping sẽ mang đến cho quý vị và các bạn trọn bộ 11 hộp thủy tinh Lock & Lock cùng với sản phẩm quà tặng của chúng ta nữa quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng ngay, không thể bỏ qua cơ hội hấp dẫn này. Hãy lựa chọn ngay bộ 11 hộp thủy tinh của thương hiệu Lock & Lock, sản phẩm phù hợp với mọi không gian bếp, sản phẩm sử dụng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt cao cấp, chịu được sốc nhiệt tốt, sử dụng được trong lò vi sóng, lò nướng, tủ đông, nắp khóa có răng cao su giúp chín hơi và kín khí, rất an toàn khi sử dụng. Bộ 11 hộp thủy tinh Lock & Lock, một thương hiệu đạt top 10 sản phẩm dịch vụ tinh và dùng Việt Nam 2017 này, có thiết kế thủy tinh trong suốt không bị ố màu, lại chống bám mùi và bám bẩn, giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa, là một sản phẩm thiết yếu trong không gian bếp của gia đình. Khi mà quý vị lựa chọn sản phẩm chính, mình sẽ nhận ngay quà tặng rất là hấp dẫn quý vị nha. Mình có thùng đựng gạo 10kg của thương hiệu Lock & Lock, kèm theo cốc định lượng, thiết kế nắp thông minh có ron silicone, kín khí, kín hơi, tránh côn trùng hay sâu bọ bò vào trong gạo của gia đình mình. Sản phẩm giúp mình bảo quản tốt là các loại ngũ cốc và gạo khi sử dụng. Có 2 bánh xe để mình có thể là đẩy tới lui dễ dàng di chuyển. Sản phẩm sử dụng nhựa BB cao cấp, tiện lợi và dễ dàng sử dụng vô cùng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay bộ 11 hộp thủy tinh Lock & Lock với 11 sản phẩm gồm những kích thước khác nhau, sẽ có 2 hộp 750ml, 2 hộp 500ml, 3 hộp 400ml, 4 hộp 300ml quý vị nha. Và mức giá ngày hôm nay thì cực kỳ hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping, chỉ 799.000 đồng mà thôi. Còn có thêm quà tặng là một thùng đựng gạo 10kg cũng đến từ thương hiệu Lock & Lock, thêm nhiều sự lựa chọn bảo quản thực phẩm của gia đình mình. Quý vị thân mến, hãy cùng nhìn lại số lượng sản phẩm mà chúng ta sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mình sẽ có đến là 11 chiếc hộp bằng thủy tinh của thương hiệu nổi tiếng Lock & Lock quý vị nha. Với Lock & Lock thì khi mà quý vị lựa chọn hộp của Lock & Lock thì rất là nhiều gia đình chúng ta nói là vô cùng yên tâm luôn. Sử dụng bền nè, kính hơi, kính khí và với chất liệu thủy tinh nữa, sử dụng an toàn cho gia đình của mình. Và quý vị sẽ có là 2 hộp 700ml nè, 2 hộp dung tích 500ml, 3 hộp dung tích 400ml và 4 hộp dung tích 300ml. Ngoài ra được tặng thêm một thùng đựng gạo rất là chất lượng. Với nhiều kích cỡ như vậy là mình có thể dễ dàng đựng nhiều cái món ăn khác nhau trong gia đình của mình đúng không ạ? Từ những cái món mà tươi sống là đúng không Phùng Mỹ? Mình còn có những cái món đã qua chế biến, những món chín rồi, hay cả những cái món mà đồ khô, ngũ cốc nữa. Và yên tâm là với những chiếc hộp này thì chiếc hộp thủy tinh nào đến từ thương hiệu Lock & Lock trong cái bộ sản phẩm ngày hôm nay cũng sẽ đều có khả năng chịu nhiệt. Quý vị có thể thấy là hiện nay trên bếp Như Nguyễn đã chuẩn bị một cái nồi nước sôi rồi đây. Và Như Nguyễn sẽ cho nước sôi vào ngay cái phần cháo bên cạnh mà Như Nguyễn đã chuẩn bị để có thể thấy được là cái khả năng chịu nhiệt của sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay rất là cao quý vị nha. Nước đang sôi sùng sục trên bếp như thế này mà chúng ta bỏ vào trong cái chiếc hộp này thì chúng ta cũng có thể yên tâm luôn đó Phùng Nguyễn. Như Nguyễn cho rất là nhiều nước nóng vào trong này, nhưng mà chiếc hộp của mình vẫn nguyên vẹn nha, không có bị suy xuyển, không có bị ảnh hưởng gì đâu Phùng Nguyễn ạ. Phùng Nguyễn thấy là món cháo ăn liền cũng như là thịt bò ở bên trong đang chuẩn bị chín rồi đây. Và chúng ta có thể là dễ dàng để mình có thể là cho nước sôi trực tiếp vào bên trong hộp thủy tinh luôn, nhưng mà không hề bị nứt vỡ. Đậy nắp kín lại quý vị nha. Ví dụ như mà khi mà quý vị các bạn chúng ta đem cơm đến công sở nè, chúng ta đem canh đi làm
làm thì sao? Chúng ta cần có những cái chiếc hộp thật là chất lượng, kính hơi kính khí để lúc mà mình trong cái quá trình mình di chuyển nó có chồng chành đó. Đó như thế này, nhưng mà quý vị yên tâm nó không có bị chảy nước ra ngoài quý vị và các bạn nha. Dù là chúng ta có thể là lúc lắc mạnh nè, dù chúng ta cho vào ở bên trong thật là nhiều thực phẩm chẳng hạn, thì quý vị và các bạn chúng ta cũng yên tâm tiện lợi để mình có thể là dễ dàng mình mang đi trên những hành trình của mình, đi du lịch hay là đi đến chỗ làm quý vị nha. Và với nồi nước sôi này thì Vũ Miến làm thêm một cái thí nghiệm nữa đi. Có nghĩa là mình sẽ nấu luôn cái hộp thủy tinh của mình ở bên trong nước sôi xem nó chịu nhiệt như thế nào. Wow, quý vị ơi, phải là thủy tinh mà cao cấp và giống như là thủy tinh đặc nguyên khối thì chúng ta mới có thể yên tâm về cái khả năng chịu nhiệt cao như vậy, bỏ ngay vào trong nước sôi luôn quý vị ạ. Vì với những cái sản phẩm mà thủy tinh thông thường mà chúng ta hay tìm thấy trên thị trường á, thì đôi khi là cái phân tử nó không có liên kết với nhau chặt chẽ, nó lỏng, nó có những cái khoảng cách giữa những cái phân tử đó, thì thủy tinh của mình nó sẽ dễ bị vỡ nè, nhất là những khi mà thay đổi nhiệt độ. Hay bây giờ đã thử thách rồi, mình làm thử thách cho trọn đi Phụ Miến, nóng xong cái mình chuyển qua lạnh luôn Phụ Miến ha. Rồi bây giờ Phụ Miến nấu một chút xíu nè, đó cho nó nóng lên, nóng đều lên cùng với lại cái chiếc hộp thủy tinh của Lock and Lock. Bây giờ mình sẽ gấp ra, mình sẽ cho vào ngay khu vực là có đá khói như thế này. Đây là một cái khu vực nó có nhiệt độ lạnh quý vị nha. Nó sẽ khác biệt về mặt nhiệt độ, nhưng mà quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là nó sẽ yên tâm, không có lo tình trạng bị nứt vỡ đâu. Đó, bây giờ cho luôn cả cái viên đá khói vào ở bên trong của hộp thủy tinh nơi thế này đang là rất nóng, nhưng mà chúng ta cho vào đá khói vào đó, lạnh lên như vậy rồi nhúng chìm cả hộp của mình vào luôn quý vị và các bạn nha. Nhưng mình sẽ thấy là nó không hề bị nứt vỡ đúng không nào, quý vị vẫn sẽ thấy là hộp thủy tinh của chúng ta đang nguyên vẹn như thế này đây. Mình vẫn có thể tiếp tục mình lấy ra sử dụng, không có lo ngại tình trạng nứt vỡ luôn. Từ nóng chuyển sang lạnh, yên tâm. Đúng rồi, và hết sức yên tâm với khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh như vậy, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào trong tủ đông nè, có thể bỏ vào trong lò vi sóng và lò nướng nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái chiếc nắp như thế này để mình có thể an tâm hơn trong cái quá trình bảo quản thực phẩm. Những cái chiếc nắp như vậy quý vị có thể thấy là đây là chất liệu nhựa cao cấp, và bên cạnh đó thì mỗi chiếc nắp đều có một cái vòng ron cao su để mà giúp cho chúng ta có thể bảo quản thực phẩm kín hơi kín khí nè, không có lo ngại ngũ cốc của mình hay gạo của mình bị mềm ra, bị ẩm đâu. Hay là bên cạnh đó cái phần nước súp ở bên trong mà chúng ta chuẩn bị cũng không có bị tràn ra bên ngoài. Và như Nguyễn còn thấy được cái phần nhựa này nó rất là dẻo luôn nha Phụ Miến nha. Đó, chúng ta có thể dễ dàng gài lại, và như vậy thì cái phần dẻo như vậy thì mình có thể gài chặt cái phần nắp vào, giữ chặt thực phẩm của mình mà không có sợ bị tràn, không có sợ bị đổ ra bên ngoài, rất là tiện dụng. Với mỗi chiếc hộp trong bộ hộp này đều có một cái nắp kèm theo nha Phụ Miến nha. Rồi, cho nên là mình có thể là mình yên tâm mình bảo quản thật là nhiều thực phẩm như là quý vị đang quan sát ở trên màn hình nha quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ thấy là ví dụ như là ớt khô chúng ta bảo quản được thật là tiện lợi nè, nó không có bị ướt vào ở bên trong. Rồi ví dụ nước mắm đi, mình có những cái bữa tiệc mình làm nước mắm mình muốn giữ lại thì sao nào? Quý vị các bạn chúng ta thấy là nếu mà mình bỏ hộp thông thường thì mùi nó sẽ ám khắp tủ lạnh. Đúng nhưng rồi. Ở đây Phụ Miến đựng nước mắm trong này, rồi cần thì mình lấy luôn cái hộp này ra để mình xài luôn, không cần phải đổ vô một cái chén nữa nha. Đó, ví dụ như chè nè, là những cái loại hạt nè, rồi sơ ri nè, rồi hay là quý vị thấy là những cái loại rau củ quả tươi sống đi. Quý vị nếu mà mình để cà chua bi ở trong tủ lạnh không khéo nó sẽ bị bầm dập với nhau đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ để thoải mái ở bên trong chiếc hộp của Lock and Lock luôn, bảo quản tươi lâu hơn, rau củ quả cũng tươi lâu hơn, thịt không có bị chảy nước hay là ám mùi trong tủ lạnh, tất cả đều rất là gọn gàng và ngăn nắp. Mà tự nhiên như Nguyễn thấy Phụ Miến được rất nhiều món ăn như vậy thì như Nguyễn nghĩ tới việc là không chỉ bảo quản thực phẩm đâu, mà mình còn có thể sử dụng thay cho cái hộp cơm của mình. Đó, để mình có thể mang tới chỗ làm hoặc là mình mang cơm cho các bé đi học nữa. Mà mình rất là yên tâm về cái phần thủy tinh này, khi mà mình hâm nóng hay mình bỏ tủ lạnh không có sợ là nó ảnh hưởng những cái chất liên quan, nó ảnh hưởng vào trong cái thực phẩm của mình đựng bên trong. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng trong một cái thời gian rất là dài nữa. Mà nói đến đây thì như Nguyễn chợt nhớ tới cái điện thoại của mình đó Phụ Miến. Không biết giờ đây nó đã như thế nào rồi Phụ Miến ha. Nãy giờ nó có không khí trong đây nó nổi lên, Phụ Miến lại tiếp tục nhấn, cứ nhấn tới nhấn lui nhưng mà nước không có bị tràn vào quý vị ạ. Thôi bây giờ mình gọi thử cái điện thoại này còn xài được không nha. Rồi Phụ Miến sẽ gọi vào cái chiếc điện thoại ở bên trong cái chiếc hộp như thế này. Quý vị thấy là nó đang được nhúng nước xuống nè. Rồi bây giờ là điện thoại của chúng mình sẽ chuẩn bị reo lên. Để quý vị và các bạn chúng ta quan sát xem là điện thoại của mình còn sử dụng được hay không nha. Rồi đây, điện thoại đã reo rồi đây. Quý vị các bạn chúng ta có nhìn thấy hay không ạ? Mình sẽ như quan sát được chung quanh cái chiếc hộp của mình đang bị nhúng hoàn toàn vào ở bên trong nước luôn. Và bên trong điện thoại của mình khi mà nó chìm ở trong nước như vậy, quý vị nhìn thấy là nó vẫn đang reo đúng không ạ? Đó, đang reo như thế này đây. Cho nên là điện thoại vẫn sử dụng tốt nha. Mặc dù là chiếc hộp Lock and Lock đã chìm vào trong nước rồi, chứng tỏ là cái khả năng giữ kín rất là tốt của chiếc hộp này, không lo ngại cái tình trạng đó là bị chảy nước, bị tràn nước vào ở bên trong đâu quý vị ạ. Rồi bây giờ lấy điện thoại ra, điện thoại của Như Nguyễn vẫn còn nguyên y xì đây. Quý vị có thể thấy là chiếc điện thoại vẫn đang reo rất là bình thường luôn quý vị ơi. Làm cho Như Nguyễn cảm giác là nếu như mai mốt đi biển hay là nhà mình cũng nên cầm theo một cái sản phẩm của bộ hộp thủy tinh Lock and Lock như không thế này. Không bị ướt gì cả. Đúng rồi, rất là yên tâm luôn. Nước bên ngoài không tràn vào, còn đựng nước ở thực phẩm mà có lỏng nè, có sốt ở bên trong thì cũng không có lo ngại là bị tràn ra nữa. Chính rất xác. Là dễ dàng mình bỏ
bỏ vào tủ lạnh, bỏ vào trong tủ hay xách trong giỏ đi làm cũng không có sợ bị lấm lem cái phần giỏ của mình. Và với quà tặng là điều mà Phụng Yến rất là thích trong chương trình ngày hôm nay. Khi mà quý vị các bạn chúng ta mua những cái chiếc hộp của Lock and Lock thì nhiều người hay hỏi là mua thêm cái hộp thùng gạo á thì là bao nhiêu tiền, mua thêm cái thùng gạo lớn thì bao nhiêu tiền, đây ở bên ngoài thấy bán mấy trăm ngàn, cái giá rất là cao. Ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta được tặng một thùng đựng gạo của thương hiệu Lock and Lock quý vị nha. Và với thùng đựng gạo chất lượng như thế này là quà tặng thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là quan sát được là nó sẽ có chất liệu là nhựa BB nè, trong suốt, mình dễ dàng quan sát ở bên trong. Ở bên trong còn có cái phần cốc đông đi kèm nữa. Quý vị không cần phải lấy một cái chén mình đông gạo riêng đâu. Đó, cái cốc đông tiện lợi và nó có cái phần mỏ để mình có thể là dễ dàng mình rắc xuống như thế này quý vị nha. Đựng gạo ít hay nhiều thì dù sao quý vị cũng có thể là mình vét gạo lên tiện lợi, bởi vì nó được đẩy cao lên như thế này nè. Đó, gạo của mình có thể là vét lên rất là tiện lợi luôn, không có khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta lấy gạo. Rồi thùng gạo của mình đẩy nắp được ở cả nắp lớn, cả nắp nhỏ luôn và di chuyển cùng với lại bánh xe cực kỳ dễ dàng quý vị nha. Và đây là quà tặng quý vị à, không lo ngại phải tốn thêm chi phí mua sắm trong chương trình ngày hôm nay, quà tặng rất hấp dẫn. Đúng rồi, vậy thì làm sao có được món quà hấp dẫn đó, chỉ bằng cách là đặt hàng ngay sở hữu sản phẩm này. Và cả sản phẩm chính lẫn sản phẩm quà tặng đều rất là hấp dẫn, đều có một mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho quý vị, 799.000 đồng. Thế nên hãy nhanh tay gọi điện thoại về VTV Honda Home Shopping và đặt hàng ngay quý vị nha. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Nếu như quý vị không muốn nhìn thấy cảnh tượng của tủ lạnh nhà chúng ta như thế này nữa thì hãy thay đổi đi. Thay đổi cùng với phương pháp mà Lock and Lock mang đến nào. Đã từ rất lâu, nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn những chiếc hộp của thương hiệu Lock and Lock và những chiếc hộp thủy tinh là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nữa chứ. Để vừa có thể bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn, vừa không ám mùi trong tủ lạnh nhà mình, vừa có thể giúp chúng ta sắp xếp gọn gàng tủ lạnh và khi cần tìm kiếm vật dụng, khi cần tìm kiếm thức ăn, chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua thôi là thấy ngay. Như vậy thì dễ dàng chăm sóc cho gia đình của mình rồi phải không ạ, mà lại còn tiết kiệm được thời gian trong cái lúc mà chúng ta bảo quản thực phẩm hay là tìm nguyên liệu để mà có thể nấu nướng cho bữa ăn của gia đình mình nữa. Tủ lạnh của mình bây giờ đây đã rất là gọn gàng rồi, nhìn vào tủ lạnh thôi là đã thấy mát mắt, không còn mệt mỏi khó chịu vì tủ lạnh bề bộn nữa đâu quý vị ơi. Chiếc hộp Lock and Lock này sẽ là một người bạn đồng hành hỗ trợ hết mình cho tất cả các chị em phụ nữ cũng như là những người yêu thích công việc nội trợ trong không gian bếp của chúng ta đó. Bên cạnh đó thì chiếc hộp này còn có thể cùng với gia đình của mình đến với những bàn ăn nè, đến với các bé đi học hay là theo chúng ta đến công sở nữa. Khi mà những chiếc hộp này có thể dễ dàng đựng trong lò vi sóng, trong lò nướng hay là đựng cả thực phẩm nóng luôn, để mà chúng ta có thể biến nó thành một cái hộp đựng thức ăn chúng ta mang theo đi làm, mang theo đi học, rất là tiện lợi. Có cả nắp dài quý vị nha, nên là yên tâm bảo quản thực phẩm không có bị tràn ra bên ngoài đâu quý vị ơi. Và thời gian của chương trình đang trôi qua, hãy nắm bắt ngay cơ hội để sở hữu dòng sản phẩm chất lượng với mức giá chỉ 799.000 đồng. Chúng ta mua sắm hộp của thương hiệu Lock and Lock, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, lại còn nhận thêm là một thùng đựng gạo 10kg nữa quý vị nha. Thùng đựng gạo mua sắm lẻ mức giá thành cũng khá là cao. Ngày hôm nay mình được nhận quà tặng giao chung với sản phẩm chính về tận nhà, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi bây giờ quý vị nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều sản phẩm Lock and Lock mang về nhà, vì chúng ta còn nhận thêm quà tặng hấp dẫn là một thùng đựng gạo 10kg Lock and Lock kèm theo cả cốc định lượng nữa, với thiết kế nắp thông minh có ton silicone và thùng đựng gạo này kín khí, kín hơi, giúp chúng ta có thể bảo quản ngũ cốc cũng như là gạo, tránh được côn trùng, tránh được sâu bọ. Có hai bánh xe dưới đáy sau sẽ giúp dễ dàng di chuyển và với chất liệu là nhựa BB cao cấp nên mình có thể yên tâm sử dụng trong gia đình của mình, thật là tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Và chỉ cần đầu tư 799.000 đồng mà thôi, chúng ta sẽ có ngay hai hộp dung tích 700ml, hai hộp dung tích 500ml, ba hộp dung tích 400ml và bốn hộp 300ml, tất cả đều bằng thủy tinh chất lượng quý vị nha. Ngoài ra được tặng thêm một thùng đựng gạo 10kg của Lock and Lock bằng nhựa BB an toàn, thêm nhiều sự lựa chọn để mình có thể là bảo quản thực phẩm tốt hơn. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn ngay nào.